Come here, baby. Lời nói đầu tiên cho Rất Duy xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay tại Liên Hoan. Chắc mọi người bất ngờ là tại sao anh lại xuất hiện trong hình ảnh này đúng không ạ? Tại vì Thanh Duy nghĩ là mình đã đi hát và làm công việc này trong 11 năm hơn rồi. Xếp nữa hả? Ê, hay là anh cứ hở hở vậy cũng sexy mà đúng không? Okay. Nên như nghĩ là mà mỗi lần hát đi hát khắp nơi á, có một hình tượng rồi quý vị. Nên là tôi thấy hơi chán làm việc này đã mười mấy năm rồi. Mình muốn thay đổi, mình muốn mỗi lần đi hát là một cái gì đó mới. That's why I'm here. And you can call me Delilah. Delilah, yes. Thanh Duy hoặc là Delilah hoặc là Thi Danh. Thanh Duy hoặc là Thi Danh gì cũng được. Right? Bây giờ sẽ là một bài hát. Bây giờ nhân dịp gặp khán giả Đà Lạt, Thanh Duy sẽ hát một bài về Đà Lạt tặng cho quý vị. Đà Lạt hoàng hôn. Người đi trong sương gió.
Đà Lạt. Cho mình cái khăn đi các bạn, lấy cho mình cái khăn tròn của mình đó. Chưa? Mấy chị thấy vậy được không? Hay là mấy chị muốn cơ hội sao? Cởi hơi lấy xuống. Lấy xuống. À, thì mấy chị kêu cởi. Thấy dở rồi chơi. Bây giờ sẽ ra ngoài hát nữa, cũng rất là dễ thương. Thanh Duy đã lựa một cái list của bài hát mà những nhân vật nữ sẽ hát. Và ngày hôm nay Duy sẽ hát trong những bài đó, mình đi chuẩn bị nữa nè. Bài nhạc On Air, các bạn hãy dành cho bài nhạc On Air. Thank you so much for being here. I hope that you are not so surprised about my experience today. Bây giờ sẽ là một bài hát nữa, ca khúc Hoa 10 giờ. Xin mời các bạn cùng. Tại vì lên Đà Lạt cái tự nhiên mình muốn hát về hoa. Thì hơn một giờ là một bài hát rất là dễ thương. À, mời cùng nghe nhé. Ở bên kia thấy Delilah có rõ không ạ? Vô. Chiều chúa nhạt, anh bảo rằng tuần sau anh tới. Hái một nụ hoa xinh xinh màu tím tím, anh cài lên mái tóc em. Rồi hẹn tuần sau khi hoa 10 giờ nữa, anh sẽ đến thăm em. Trong chờ từng phút bao đêm rồi không ngủ, mong đến ngày gặp bao trong mong chiều chúa đã đến rồi, trời sao không nắng, chỉ giờ trời mưa cho anh ngại không. Chúng quy dù đời vẫn đổi thay.
nói nữa đó. Bây giờ sẽ là một bài hát cũng là cái gì đó nó không có thật, nó unreal, illusional, ảo ảnh. Mà mọi người lắng nghe. Thank you.
được không mọi người? Tiếp theo còn bài gì nhỉ? Bây giờ sẽ là một cái liên khúc mà này cũng rất là một cái mashup, và cái bài này thì cũng rất là ngẫu hứng thôi của Duy và ban nhạc. Và đây cũng là một yêu cầu của các bạn, mọi người có đăng lên hỏi mọi người bài gì thì đây cũng một yêu cầu của mọi người, của một bạn. Đây là bài đầu tiên. Oh,
Chân nhịp nhàng em ơi, để
yêu. Bây giờ sẽ là một bài hát nữa. Bài hát này Thanh Vy sẽ hát chung với Trung Vương nhá. Trung Vương, where are you? Miranda, come here. Không biết là đề lai lai, còn Trung Vương là Miranda mọi người. Trong lúc đợi Trung Vương thì mình hát cái bài kia của mình. Cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí, và nếu bây
Rủ mình là nhiều khi là giờ này mà cực lắm quý vị, cực lắm.
lớp phải make up 3 tiếng rồi tóc rồi đồ đạc thì các kiểu lo lắm mọi người. Mà đẹp đúng không mọi người ạ? Cũng quá đẹp. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hy vọng là sẽ có nhiều dịp làm vậy. Nhưng mà hôm nay là nhưng mà hôm nay không khí này là phải mặc một cái đầm dạ hội Instagram như là hoa hậu vậy đó. Em ơi, cái bạn mà may đồ cho anh nó tới mới ngày hôm trước bạn nói là anh ơi em chưa may gì cả. Phải mặc bộ cũ hôm qua. À, là bộ hôm qua mặc cái này rồi. Xin lỗi mọi người, mặc là lẽ là may bộ đầm khác rồi mà bạn kia bán xù kèo khúc cuối. Anh về anh cốt cái rút lên khổ lắm. Đô la thì trên đô là gì? Ừ, euro. Anh sáng vì em là cha thằng anh sẽ kêu mà và chiều chuộng con mẹ đợi chờ một đêm trăng nào tới đợi chiều vàng hôn trên làn tóc để một lần không gian đổi mới nắng hai đứa chúng ta mà tình tú trời cao thành vương miện xa trong đèn hoàng hậu về cao sang quyền quý đẹp nụ cười quân vương vẫy và lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi.
sáng được không anh? Mà sao anh đập dằn dằn mâm sáng chén ăn sáng ly sáng rồi vậy trời? Là mọi người, tức là tại vì Quân thì mọi người biết là Quân không có giỏi bolero lắm, nên là hôm nay là một trong những lần hiếm hoi, nên là nếu mà hát có ghê mọi người thông cảm cho em nha. Vẫn hay đúng không quý vị? Thì đó hay, đó là em biết hay rồi nhưng mà em giả bộ vậy. Đó bây giờ người ta anh trai lực lưỡng phải đi dọn lên chị kìa. Đó. Thank you baby. Khổ không ai thấy không ai thấy thêm biếm không ai biếm hôm nay xỏ không mà nóng thiệt đó. Hay là quạt thêm vui quạt kỹ ha. À vậy hả, để trong nó để nó kiếm nam cho cái quạt đây nè, anh keo nữa cho không tự nhiên hát xong cái có mình anh khỏe Hoàng Nguyên anh em với ban nhạc thấy gió bây giờ hát là gì tiếp là Miranda là vui lắm luôn á. Thì coi hẹn mọi người cái show đó nha, em nghĩ là show đó vui lắm luôn á. Coi đó hai, đó hai đứa mình kiểu gọi là bất chấp hình tượng rồi mình nên mình làm cùng làm đi cho vui. À, mình nghĩ đi coi show nhưng mà có không, nhưng mà anh có ấp ủ chưa? Có, anh đang để làm một cái concert đúng không? Concert. Anh Duy là đi hát 3 năm rồi ta. Trước em, trước em. 11, 12, 12 năm. 12 năm. Là concert là hợp lý rồi đó, mọi người có đi không ạ? Đi nha. Mình sẽ được coi Duy nhảy múa hát quần quại. Mình sẽ được nghe em giả lộ. Mình xem Trung Quân khách mời trong đó. Dạ, và lần đầu tiên không, anh giả lộ. Anh phải mời 5 người, 5 nam nhân, 5 nam ca sĩ. Đâu có lọc không? Lọc nó đẹp quá rồi. Dạ không, tại nó đẹp không gặp mình không được. Đúng rồi, Quốc Thiên đồ đẹp. Phải lụa mấy đứa mà tạ. Đúng rồi, lụa mấy đứa tạ tạ cơ bắp được. Anh mời anh Đại Nhân về. Anh Đại Nhân cũng đô nè. Quốc Thiên nè, Jun Phạm nè, những người mà đô thì đô á. Mà track, track. Đúng rồi. Anh Quốc Thiên mà track là em thấy sẽ giống sẽ giống Miss USA, International Queen rồi. Là kiểu cũng bự bự bự. Không, anh Thiên có track rồi. Có. Có, mọi người lên Google sờ là ra liền hình nó luôn bất ngờ. Nhưng mà mọi người hay kiểu là drag là giả gái ấy, mà thực sự là quý vị không như kiểu giống như là mang cái một người con gái ở trong mình á ra ngoài như thế nào, chứ không phải không như đang giả một người nào đó. Nên là dù ví dụ lúc mà mặc đồ khác mà tụi nó cũng chỉ mình sinh ra đều là những người naked đó, những người có mặc đồ á, chỉ là đồ đạc khoác cho người thôi. Bản thất, bản thất, bản thật, bản gì, bản thân, bản chất, bản chất, à bản chất, bản chất bên trong của mình sao á, là nó là naked đúng không? Naked là mặc chi vậy? Thì mặc để diễn chứ, không mặc sao á, chỉ mặc keo thôi. Được, là cái bạn đó bạn đỡ mấy đồ đỡ tốt rồi rồi. Bữa nào anh diễn trong cấp á, rồi anh mời em làm chung với anh, cũng liền cũng được không anh? Ông anh em thấy mọi người có vẻ thích lắm đúng không ạ? Tại em đi hát xong rồi em mỗi lần em than nó là mọi người nhất kêu cởi đi liền à, thì anh cởi còn đỡ cho em cởi hơi ghê. Xưa thích rờ bụng Trung Quân đó mọi người. Xưa lúc mà kiểu mười mấy năm trước là đi thi cái gì năm Idol chung là ở chung phòng với Trung Quân, lúc đó Trung Quân bụng hơn bây giờ nhiều lắm. Nhưng mà có bầu vậy không? Mà mở không mà mọi người, mà mở cái bụng bự mở mát. Cái bụng rất là mát rồi rồi. Duy hay kiểu sờ bụng Trung Quân hay nằm úp nghe bụng Trung Quân nghe thai. Hồi xưa em giống như là đồ chơi của nguyên một cái dàn Idol đó vậy mọi người. Kiểu mọi người sau giờ đi thi về stress là đi ra dưới cái mặt vô bụng em đập như vậy là kiểu có nhà bạn là bị quấy rối tình bạn mọi người về luôn á. Rồi năm nay mới có mười mấy tuổi mà mới vào đời luôn á, để quỷ ma rồi. Thôi mình hát tiếp đi nè, bài gì xong ca nãy giờ anh chưa hát bài gì ta, list của anh có này em cũng hay nè. Trời ơi mọi người sao vậy? Ôi mưa đó, đâu còn nửa xô đó mọi người. Em một chút nói đâu xa. Mọi người biết ông nói đâu xa solo của em cách đây 2 tuần hả, là em mới lên hát được 2 bài. Em hát bài đầu hàng mọi người, xong cái nó mưa rào một cái mà cái nhà âm thanh là đi hết luôn, là ướt hết luôn, là sau đó là chỉ còn đúng một cây piano là em lên hát only piano từ đầu đến cuối show luôn. Cho nên mọi người đừng dại dột đâu, chuyện tâm linh mình không có đùa được đâu mọi người. Thật sự mọi người hồi chiều anh tóc ở đây xong anh về nhà thì mua cái ao luôn mà nó trời. Thiệt đó, nếu mọi người thôi để cái bài đó cuối đi ao chương trình rồi mình gọi rồi mọi người khỏi đi ăn luôn chứ ghê mà... đâu để đó là tạo hợp thức hóa cái việc mọi người có thể ăn em nè. Bây giờ mình sẽ hát, bây giờ Duy và Quân sẽ hát một bài cũng rất là hay, chiều đó hoa hồng mọi người cùng
tập nha. Góc tập hết. Lần sau người giới coi nha. Thành Duy với Trung Vương Dĩ Đồng. Thành nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh nữa đi. Nữa hả? Anh nữa đi. Là gì? Hay quá, hát tiếng một tiếng. Thôi. Tới em hát đi. Hát kìa. Hát kìa. Thật mọi người. Mọi người thích không ạ? Tại nếu mọi người vỗ tay nhỏ thì mọi người không thích. Tại vì thật sự quyết định đây là lần thứ hai làm vậy đi hát á. Chứ trước giờ quay chương trình truyền hình cũng nói, đúng không? Còn ra khán giả đâu cũng thôi. Chưa biết sao đúng không? Hôm qua là thấy mọi người rất vui đó. Hôm qua Duy Thanh diễn ở trong club mọi người, không khí khác, Dĩ Đồng và cũng mẻ quẻ nữa. Còn chưa biết là lên Đà Lạt thì mọi người sẽ thích kiểu đi vào đi vô. Đi lên đi xuống. Em không biết là có được mọi người thích hay không. Mọi người ok không ạ? À? Tay to hơn được không ạ? À? Cái này là tại vì là như Quân đi hát thì em make up có 15 phút thôi. Make đi không make. Còn đó, còn hôm nay anh Duy là mất 3 tiếng đồng hồ là để tạo hình này nữa mọi người. Nên là rất là có tâm. Nên là thôi hát nhiều tí đi. Rồi lâu lâu mới là lạc, phải lâu rồi mới là lạc lại. Đó, lâu lắm đúng không? Xưa thật là xưa. Đó, nên là thấy khán giả hôm nay đi là rất là vui, rất là dễ thương đúng không ạ? Đó. Hát chi? So hot. Mà đừng quạt qua em trúng gió. Bây giờ mình còn bài gì nhờ? Thuộc, trời ơi, bài nó bỗng thuộc nữa thôi. Thanh xuân, thanh xuân. Em sẽ là... sẽ là người ra đi, người đi ra đó. Bài này là bài gọi là sao ta? Bài hát karaoke quốc dương hả? Ok. Đúng không ạ? Còn ngày xưa là em thấy đi hát karaoke không nào? Em thấy các bạn nữ cũng hát. Làm sao mình không tập cái bài của chị Cẩm Ly với Vân Văn Long ngày xưa đó? Cái bài song ca đó, thấy không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Của mọi người được không ạ? À? Yeah. Yêu nhau cho nhau từng nụ hôn nồng ấm hơn ai hôm nào. Còn đó bao dấu yêu nhưng đời ai nào ngờ trôi theo mây bay về tận cuối phương trời nào. Bao đêm em mơ về ngày thầm ước tròn kiếp bên người. Ngày xưa anh nói yêu thật nhiều một mình em, vì tim em trao anh dần chẳng biết con tim yêu. Mà sao anh đành gian dối hai người. Người rằng không thể do đi tiếng yêu anh hôm nào, vẫn tim đau từng cây khi thấy anh vui cùng ai. Vì sao anh không thời gian không thể xóa đi tiếng yêu em hôm nào.
Yeah.
sẽ giữ được nhiều sức khỏe. Hy vọng sẽ gặp lại mọi người sớm hơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you on air band. Xin gửi bài.